Chỉ một mình Đức Maria được lãnh nhận mà thôi. Qua việc phong chức này, Đức Maria đã được Chúa Thánh Thần biến đổi từ bản chất từ một thiếu nữ tầm thường vô danh ở làng quê Nazareth nghèo nàn, nay trở thành mẹ nuôi hai Thiên Chúa đấng cứu độ chúng ta. Và khi mẹ lên đường để đi thăm và chăm sóc cho người chị già của mình là bà Isabe, thì giờ đây mẹ ra đi với tư cách là mẹ Thiên Chúa mang cứu đế cho người chị họ của mình. Và nhờ Thánh Thần soi sáng cùng với việc hài nhi Gioan nhảy mừng trong bụng, thì người chị họ Isabe nhận ra và cung kính chào người em của mình là mẹ Thiên Chúa, đồng thời với ứng xử người em của mình không còn như là vai chị vai em như trước kia nữa, nhưng xưng hô một cách kính cẩn với người em của mình bằng tước hiệu bà. Bà có phúc lạ với mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Sau khi được phong chức là mẹ Thiên Chúa thì mẹ đã vội vã lên đường thăm viếng và đã phục vụ và mang Chúa đến cho người chị em đang cần sự giúp đỡ của mình. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, con một Chúa đã hết tình yêu thương nhân loại, ước gì người ban ơn trợ giúp chúng con. Xưa khi người giáng sinh, đức đồng trinh của thanh mẫu đã không vì thế mà bị tổn thương, nhưng đã được thanh hiền. Nay ước gì con một Chúa cùng giải thoát chúng con khỏi tội lỗi và làm cho chúng con trở thành của lễ đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta thật là chính đáng. Chúng con tuyên xưng Chúa là đấng kỳ diệu trong việc Chúa tuyên phong các thánh, nhất là khi kinh nhớ Đức Trinh Nữ Maria. Chúng con hiệp với lời ca tụng tạ ơn người mà tôn vinh lòng nhân hậu của Chúa, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì thật ra Chúa đã làm nên những việc trong đời trong toàn cõi địa cầu và đã mở lương từ bi hải hạ của Chúa đến muôn đời. Khi đòi hoan nghị trước tôn nhang, xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài hân hoan tung hô rằng: Thánh 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trên này vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúa cùng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Qua những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Chiêu cố hình người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế tư ngay sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy.
đây mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cứu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người đưa tha tội. Các con hãy làm việc này và nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đương tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và hiến xương Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bằng trường sinh và trên cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiến toàn hội thánh trong Đức Mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Cha Vinh Sơn, giám quản giáo phận chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là những linh hồn ông bà của anh em chúng con mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hướng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương cho tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm của Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng, là Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, được Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con ra chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự. Chúa xin cứu chúng con khỏi mọi sự dư, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu dân, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Thank you.
đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Đây Chúa, con chẳng gian Chúa được bà mẹ con, nhưng xin Chúa ban một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Sống và hiền trì muôn đời. Amen. Chúa của cùng anh chị em và cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Để xong chúc anh chị em đi bình an. Đời con là những nốt nhạc thiêng, Chúa thêu dệt nên thành khúc ca tuyệt vời. Đời con là khúc hát tri ân, xin dâng một đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì Chúa đã rộng ban phúc ân tràn lan, tình mến thương vô vàn. Tạ ơn vì những nỗi oan khiên, Chúa đã tôi luyện một niềm tin trung kiên. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ân. Đời con là những tháng ngày trôi, Chúa an bài cho thật biết bao lạ lùng. Đời con là tiếng hát không ngơi, ca khen muôn đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì những lúc bình an, Chúa thương tặng ban cuộc sống vui tràn hòa.